Như chúng ta biết rằng tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu thành cứu Chúa của mình đều là con cái Chúa, đều là công dân của nước trời. Công dân của nước trời thì sống theo quy luật trời, không theo quy luật đời. Quy luật đời thì bảo rằng già thì hết sức bắt, nhưng mà quy luật trời thì bảo rằng dù đến tuổi già bạc vẫn còn xanh bông trái, cứ thịnh mậu và xanh tươi. Chúng ta biết rằng ở trong Thánh Kinh Chúa cũng có lời hứa xác quyết của Chúa cập theo ở trong Esai chương 40 câu 28 đến 31 chép rằng: ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống là Đức Giê-hô-va, là đấng đã dựng nên các đồi cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt. Sự khôn ngoan Ngài không thể dò, Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ rồi cũng phải mòn mỏi, mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Nữ sĩ Thái Trịnh sau khi đã đọc được mấy câu kinh văn này về nói về quy luật trời, nên bà đã đứng thẳng lên và đã dùng thi phú Chúa ban cho để viết lên bài thơ Tuổi Mộc Tuổi Vàng như sau. Tôi xin phép được diễn ngâm, trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Chị Ngọc Phấn tôn vinh Chúa, bài hát Hãy Thắp Sáng để cho chàng ta.